Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trong ngày bất kiếp khó tìm cầu, con đã nghe Thái Chuyên tùy tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật. Quyển 2, phẩm 3, thần thông. Bấy giờ trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Hiền Liên, trưởng lão A Nan, chư thiên ma phạm Atula, Sa Môn Bà La Môn, những người cõi Diêm Phù Đề đều xin ý nghĩ. Hôm nay Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, vì nhân duyên gì ở trong đại chúng nói thẳng về danh tự Tam Muội Niệm Phật, không bị tất cả phân biệt rộng nói. Tất cả liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tỉnh tất. Khi ấy bất không kiến tự nghĩ, chư thiên ma phạm đều đã tụ hội đông đủ. Hôm nay Đức Thế Tôn lại nằm nghiêng bên phải. Ta nên hiện một vài thần thông biến hóa. Hiện thần thông rồi sẽ dùng nhiều cách khen ngợi tuyên dương công đức đại bi của Như Lai, truyền thâm thâu tâm nhập định như kỳ tướng. Gia đình lực ấy nên biến hóa khiến tam thiên đại thế giới này đã bằng phẳng như lòng bàn tay, cùng tạo ra những thứ báu nhiều màu sắc vi diệu, lại hiện bày tám con đường, có các cây bảy báu ca đa la bằng vàng, thì lá hoa quả bằng bạc, ca đa la bằng bạc thì lá hoa quả bằng lưu ly. Ngoài ra các thứ báu được trang nghiêm cũng là như vậy. Tất cả quả Phật đều treo cờ vướng lòng báu bằng lụa, các cờ và vòng tràng báu vi diệu được trang sức rất đẹp. Các loại hoa như hoa ưu bát la, hoa bát đầu ba, hoa con vật đầu, hoa phân đà lợi được trải khắp mọi nơi. Khi ấy Bồ Tát bất không kiến liền theo ý nghĩ, hiện đại thần tôn đã khắp tam thiên đại thế giới. Khi các chúng sinh hàng trời rồng giả xoa cả tất bà Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân đều ngồi trên các hoa sen báu, cánh hoa đầy đủ vô số sắc hương, họ ngồi trên các hoa sen báu đều thấy biết nhau. Bồ Tát bất không kiến lại dùng tâm định nhập tam muội ấy, hiện bày đại thần thông khiến cho tam thiên đại thế giới đại địa đều chấn động, như bát đồng tròn đỏ ở nước Ma Kiệt đặt trên tảng đá bằng phẳng nghiêng ngả bất định, đại địa chấn động cũng là như vậy. Nó có chúng sinh nghe âm thanh này mà giác ngộ đều được an vui. Ví như thế giới bất động ở phương Đông, cũng như thế giới an lạc ở phương Tây, chúng sinh trong đó luôn hoan hỷ an vui. Khi ấy Bồ Tát bất không kiến lại dùng định tâm thanh tịnh vắng lặng điều hòa, dịu dàng đoan nghiêm ngay thẳng của tam muội như kỳ tướng mạo, hiện ra thần thông vô tác. Lúc đó tam thiên đại thiên thế giới mưa xuống lửa dữ tràn đầy khắp hư không, nhưng không một chúng sinh nào thân tâm bị nóng bức. Các chúng sinh này khi thân xúc chạm lửa dữ hiểu rõ tướng này nên rất vui tích không gì sánh bằng. Bây giờ tỳ kheo nhập vào tam muội hỏa thân tâm an lạc cũng giống như vậy. Bồ Tát bất không kiến là dùng tâm định hiện ra thần thông vô tác, là khiến cho tam thiên đại thiên thế giới mưa xuống hương bột mịn chiếu đàn, hương khí chan hòa đầy khắp đại thiên. Nếu có chúng sinh nào ngửi được hương này thì tinh thần phấn chấn vui vẻ vô cùng. Vị như Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni ở trong kiếp xưa tu hành Bồ Tát, tại chỗ Đức Phật định quang được thọ ký, đạt vô hiệu lạc không thể nghĩ bàn, trong khoảng một niệm không thể tính đếm cũng được tùy ý vui thích như vậy. Bây giờ tôn giả A Nan ở trong đại chúng liền nghĩ, Đức Phật vào tỉnh thất, vậy thần lực của ai mà hiện ra biến hóa này, hay là của Thanh Văn Mục Hiền Liên, bèn cho là chẳng phải, hay là của Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Việt Tam Giới, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Bất Không Kiến, hay đó là của người tu tập đại thừa mới có thể hiện ra tướng thần thông biến hóa đây? Tôn giả A Nan hỏi tôn giả Mục Liên, Đức Thế Tôn nói thần thông biến hóa của tôn giả ở trong hàng thanh văn là bậc nhất, nay thần thông biến hóa này chẳng phải của tôn giả sao? Mục Liên đáp, này tôn giả A Nan, vì nhân duyên gì mà tôn giả hỏi về thần thông ấy? Nhưng biến hóa này chẳng phải cho tôi tạo ra. Này tôn giả A Nan, ta có thể làm điều đó là đem tam thiên đại thiên thế giới này đặt vào trong miệng, nhưng không một chúng sinh nào xin ý nghĩ hay biết. Là nữa tôn giả A Nan, tôi dạo ở cõi phạm thiên phát ra tiếng nói nghe vang khắp đại thiên. Như vậy này A Nan, tôi ở trước Đức Phật gầm lên tiếng sư tử, có thể đem núi Tu Di đặt vào trong miệng trong quan một kiếp hoặc hơn một kiếp. Này A Nan, tôi là ở cõi diệm thiên kia hoặc giữa thế giới này, mọi ngôn ngữ âm thanh đối nơi thế giới này thảy đều nghe biết. Này tôn giả A Nan, tôi có thể dời đổi lầu cát của thiên thần ở cõi Diêm Phù Đề mà không chút dao động.
Lại bảo Adan, tôi có thể hàng phục các tánh ác độc hại của các Long Vương Nan Đà, Long Vương Ubat Nan Đà, là có thể xua trừ và ngăn chặn Ma Bát Tuần. Này Adan, tôi đến phương Đông, trải qua Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, rồi trở lại ở trong thế giới thứ ba, có thành lớn tên là Bảo Môn, gồm có 6 vạn ức ngàn nhà, có thể khiến nhà nhà ở đó đều theo thân tôi, là có thể khiến các chúng sinh này được nghe nói đến âm thanh vô thường khổ không. Lại nữa này tôn giả A Nan, tôi thật có các thần thông vi diệu ấy, nhưng chưa từng thể hiện. Đây tôi đang ngồi trên tòa hoa sen, đều thấy các phương, mỗi phần phương có một số A Tăng Kỳ Đức Như Lai cùng một danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nằm nghiêng bên phải ở khắp nơi tăng phường. Theo quả nước của Đức Phật có tướng như vậy, giống như thiên nhãn của tôi thấy ngàn thế giới. Vậy hình tướng này là thân tâm của ai? Khi tôn giả Mục Kiền Liên liền nói kệ khéo tu tối thắng được 4 thần túc. Nay thần thông tôi không ai sánh bằng, chỉ trừ tự nhiên thầy của thế gian. Nay tôi ở đây cõi Diêm Phù Đề, đồng phương đông kia cõi nước chư Phật, cung điện Đế Thích và các thệ nữ hiệu chấn động này thể đều kinh sợ. Tôi phun hoạt ngậm cõi nước chư Phật, núi sông biển cả, thành ấp xóm làng, Long Vương Nan Đà và Bạc Nan Đà. Như tộc loại này tánh rất độc hại, thần lực của tôi có thể hàng phục. Tôi ở Phạm Cung, tiếng nói tiếng của ngôn ngữ khi thế gian này đều nghe biết khắp. Ở trước Đức Phật nuốt núi Tu Di đã 8.000 năm cho đến nhiều kiếp, ở thế giới Diệm có tiếng vang gì khiến cõi nước này đều nghe cùng khắp. Tôi đến thành báu thân biến hiện khắp, hiện đến 6 vạn ức ngàn ngôi nhà. Tôi nói đời này chưa từng hiện bày, anh em nên biết. Nay tôi đã thấy lành thay đặc biệt thần thông biến hóa. Tôi tự thấy thân và các chúng sinh cùng ngồi nơi đây trên hoa sen báu quan sát 10 phương. Ai Đức Thế Tôn, tôi từ xưa nay chưa thấy điểm này, không nghi Như Lai tự nhiên thần biến hoặc Bồ Tát nào có sức oai thần. Bây giờ trưởng lão Đại Mục Kiền Liên cầm tiếng sư tử nói về thần thông này, thì 10.000 chúng sinh đều được thân người xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Khởi tôn giả đang hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, Đức Như Lai nói trí tuệ của tôn giả là bậc nhất, nay thần thông biến hóa này chẳng phải là của tôn giả sao? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp, này anh em, chẳng phải là do tôi biến hóa. Chúng ta có thể làm là trong 20 năm thường xuyên đang tu tập tỳ bà xá na, đi đứng nằm ngồi, luôn chánh niệm quan sát, tâm vắng lặng không từng động loạn, phân biệt nói rõ vô lượng các pháp, phương tiện truy cầu không ra khỏi pháp giới, chỉ Đức Như Lai mới có thể biết rõ. Này tôn giả anh em, tôn giả có biết không, nếu tôi dùng y đặt ở đại địa, tôn giả Mục Liên tôi có thần thông tự tại, đem hết uy lực đó cũng không thể khiến cho y ấy lay động. Này tôn giả A Nan, này tôn giả nên biết, tôi ở trước Đức Phật gầm tiếng sư tử, các đại thanh văn đủ thần thông lớn, bao quả học sĩ, trời người ma phạm, thần Atula Samôn, Bà La Môn, tất cả ngoại đạo dị học ni kiền tử, nơi gọi Diêm Phù, đến ở trong hội có thể tự biết thân là vô ngã. Nay tôi sẽ dùng tam ma bạc đề, quyết định vì các hạng ấy dùng tiếng gầm sư tử, để nói dùng bậc đại trượng phu, để nói, dùng điều không nghĩ bàn, để nói chỉ trừ tất cả tri kiến của Đức Thế Tôn, Bồ Tát Di Lặc là bậc nhất sinh bổ xứ, Đại Bồ Tát trụ nơi nhẫn vô sinh, Đại Bồ Tát đạt tam muội hải đức, Đại Bồ Tát đạt tam muội thiện kiến đức, Đại Bồ Tát đạt tam muội chư Phật hiện tiền. Các đại đức thanh văn đã có thể hỏi tôi như tháng này sao gọi là ngã, gì có thể thấy hay là không thể thấy, là các ngoại đạo dị học, các ông đã cho thân có thần ngã, đó là quá khứ hay là hiện tại vị lai. Này tôn giả A Nan, tướng của ngã như vậy, vô số thần thông biến hóa chẳng phải là một hàng thanh văn duy giác không thể nhận biết, cũng không thể thấy. Thế nào gọi là ngã, đã nói là ngã, là trụ ở chỗ nào mà nghe tiếng như vậy? Này tôn giả A Nan, tôi thường tinh tấn xin nói tu tập hành nghiệp trường phu, là cũng thường học tập thực hành mọi hiểu biết. Nay ta lại có năng lực tự tại của tâm, tôi có thể điều phục tâm, nhưng tâm không thể điều phục tôi.
Này tôn giả A Nan, tôi tự thấy thân mình cùng với hàng trời người đều ngồi trên hoa sen lớn, là thấy ở khắp mọi chốn, nơi các phương khác, nơi chỗ số A Tăng Kỳ thế giới không thể nghĩ bàn, thấy Đức Phật Thế Tôn ngồi bên cây Bồ Đề, thấy Thiên Tự Đại Phạm Thỉnh Vật chuyển Bất Luân. Tôi đang tùy thuận nghe được tiếng như vậy, mắt tôi đều thấy ở trong các thế giới ấy vô số những cờ phướng lọng báu dòng hoa bằng lụa như tôi vừa thấy ở cõi Tây Bà này. Này tôn giả đang tâm tôi nghĩ, đó là do Đức Thế Tôn tạo ra thần thông này, hay là Đức Thanh Văn có thể tạo ra chăng, hay là Bồ Tát từ xưa tồn trọng căn lành hay được quả báo biến hóa ấy? Lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất liền nói kệ: Như Lai không nghĩ bàn, còn Đức Phật như vậy, nó có chúng thiền thệ thần thông rộng khó nghĩ, và đệ tử chư Phật chúng hữu học vô học, ở trong cõi nước này trí tôi là bậc nhất, chỉ trừ các Bồ Tát người tên hiệu sâu xa, trưởng lão A Nan Đề, tuệ tôi không ai sánh. Hiện tại và vị lai người không thể thấy lỗi, chỉ trừ đấng điều ngự và người hướng Bồ Đề. Tôi thường xuyên tu tập hành tỳ bà xá na đầy đủ 20 năm, quan sát tất cả pháp, tâm chuyên cầu phương tiện, chưa từng đạt biên vực trí tuệ mà tôi có, không thể xưng lường được. Ta dùng lực trí tuệ hiện ra trước Đức Phật, có tiếng gầm sư tử: Chỉ trừ người dị học và hàng thừa thanh văn, cầu chân thật ở ngã. Nếu tôi hiện thần thông ba lên trên hư không, có này không người thấy, trốn vô hóa của tôi thanh văn cũng không thấy. Chỉ trừ lưỡng túc tôn, bậc thầy của thế gian cho đến đấng thiện thệ, những bậc như thế đó mới biết chỗ của tôi. Chúng ngoại đạo tà kiến chẳng phải cảnh giới họ, tâm thường chuyển tự tại, thiền vui không nghĩ bàn. Nếu có nghiệp Bồ Tát tu tập hạnh không sâu, trưởng lão A Nan Đà, tôi hiện thần thông này, tất cả chúng thanh văn rõ không thể biết được. Kỳ lạ thay, hôm nay đều thấy Phật mười phương tôi ngồi trên tòa sen, theo đỏ các cõi nước, tạo lập không nghĩ bàn. Hoa hương cờ bóng đẹp trong tất cả thế giới, biến hóa không thể lường. Trưởng lão tâm tôi nghĩ, không nghĩ Đức Thế Tôn ở đức chúng thiện thể tạo mọi việc biến hóa, hoặc là bất không kiến việc làm của Bồ Tát. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất gầm tiếng sư tử: Có 1.000.000 chúng sinh sau địa trần cấu được pháp nhãn thanh tịnh. Lúc đó trưởng lão Đại Ca Diếp cũng ở trong chúng. Tôn giả đang nghĩ: Trưởng lão Đại Ca Diếp này đầy đủ oai đức thần thông tự tại, sự biến hóa hôm nay chẳng phải là của tôn giả sao? Nghĩ như thế rồi, tôn giả A Nan hỏi trưởng lão Ca Diếp: Lên đấng kỳ lạ này là của đại đức chăng? Trưởng lão Ca Diếp đáp: Tướng thần thông biến hóa ấy chẳng phải của tôi dùng trí lực có thể phân biệt rõ ràng tất cả. Này tôn giả A Nan, này tôi ở trước Đức Thế Tôn gầm tiếng sư tử, có thể hút tất cả nước vào trong miệng, khiến cho nước các sông ngòi khe rạch xuống nguồn ao hồ, trăm ngàn phản ức vô lượng biển cả trong tâm thiên đại thiên thế giới đều khô cạn, nhưng các loài sống nhờ nước như cá rồng đều không hay biết, cũng không bị não hại. Này tôn giả đang nào nên biết, từ ở trước Đức Phật trong tất cả chư thiên người thế gian, ma phạm sa môn nói lời chân chánh như sư tử gầm không sợ sệt. Năng lực của ta có thể thổi núi Chúa Tu Di, núi Đại Chuyển Luân, núi Tuyết và là vua của các núi, cho đến nơi tất cả các núi tam thiên đại thiên thế giới đều tan như hạt bụi, mà các chúng sinh đương dạo cái núi này đều không hay biết. Nơi tôn giả A Nan, tôi có được sức thần thông tự tại đã có thể làm được như vậy. Lời nữa này tôn giả A Nan, tôi lại có thể thổi bùng trong tam thiên đại thiên thế giới, một lúc đều thành lửa bốc cháy dữ dội, vậy như khi kiếp thiêu sắp tận, tất cả chúng sinh cũng không hay biết, cũng không ai bị thiêu hại nóng bức, cũng không sinh dù một niệm nhớ nghĩ vào cõi nước bị thiêu đốt. Tôi đầy đủ tướng của sức thần thông như vậy. Này tôn giả A Nan, tôi ở cõi này dùng thiên nhãn nhìn thấy, nhìn thế giới nơi phương đông xa đến ức trăm ngàn cõi nước của chư Phật, lửa cháy khắp nơi, trước sau đồng một thứ lửa. Tôi đã thấy rồi, tâm sinh suy nghĩ: Nay tôi nên thiền thần thông biến hóa, liền dùng sức của tam muội như kỳ tướng trú ở thế giới này, vượt qua phương đông ức trăm ngàn cõi,
Tôi có thể dùng một hơi thổi lửa giữa kia khi chúng đều dập tắt. Lửa đã tắt rồi, tôi thấm mùi đứng dậy, lại hiện phát ra lửa giữa bùng cháy. Này tôn giả Adan, tôi có đầy đủ tướng thần thông và ba la mật như vậy. Nếu có hàng trời người sinh tâm nghi ngờ không tin, thì hôm nay Đức Thế Tôn đang nằm nghiêng bên phải. Khi Thế Tôn xả định đứng dậy, ông có thể đến đó hỏi: Thưa Như Lai, có biết việc này chăng? Khi Đức Thế Tôn ở trong tỉnh tấc, Từ Sa Bảo Tôn giả A Nan, Đại Đức Ca Diếp đã nói về tiếng gầm sư tử, ông khéo thọ trì. Bây giờ các hàng trời người Atula đều cùng khen: Kỳ lạ thay thượng tọa. Khi Đại Đức Ca Diếp gầm tiếng sư tử, có 3.000, có 3 ức chúng sinh đều được thân người xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. 85.000 nay cho tha chư thiên cũng đều lìa cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Bồ Tát Bất Không Kiến, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù Sa Lợi Đồng Tử, Bồ Tát Viên Tam Giới, vô số cái Bồ Tát như thế đều mặc áo giáp hoàng thể kiên cố. Nghe trưởng lão Đại Ca Diếp nói về tiếng gầm sư tử đã dùng giỏ đựng hoa chất đầy như núi Tu Di tạo ra biến hóa này để cúng dường trưởng lão Đại Ca Diếp và tất cả đại chúng thanh văn trong hư không, lại hóa ra lọng 7 bóng, có mỗi vị thanh văn chê một lọng. Bây giờ trưởng lão Ma Ca Diếp thấy lòng báo ấy liền nói với tôn giả A Nan: Chúng này nhất định hành pháp đại thừa nên mới tạo được các việc thần thông biến hóa như vậy. Này tôn giả A Nan, tôi ngồi trên hoa sen mới được thấy Đức Thế Tôn ở khắp nơi, vô số A Tăng Kỳ không thể đếm đếm, lại thấy các cõi đều là 7 báu trang nghiêm thanh tịnh, tạp sắc sáng lẫn đẹp đẽ vô cùng. Chúng sinh trong đó đón tiếp nhau cho thấy tướng phồn thịnh an vui của cõi nước đó. Ví như ở trên cõi trời tam thập tam đều ham thích dòng hoa, ưa chuộng các an lạc sắc thân của chư thiên như ánh sáng mặt trăng. Ở trong hư không hóa ra lòng báu, cứ mỗi chúng sinh đều được che một lòng, cũng như tôi ngày nay thấy không có khác. Khắp nơi ở cõi Phật có vô lượng Bồ Tát từ cõi trời đấu xuất giáng thần diệu thái mẹ. Này Đường Lão A Nan, điều tôi đã thấy hôm nay thật là kỳ lạ. Việc tôi làm đã thấu đạt với tiếng gầm sư tử, nhưng đây thật chẳng phải là hàng phàm phu có thể hiện ra tướng lành nơi đại thần thông vậy. Bây giờ trưởng lão Ma Ca Diếp ở trong chúng nói kệ: A Nan, ông nên biết tôi dùng định luật này hiện ra ở trước Phật do cõi tam thiên ấy. Cõi nước của Đức Phật, tất cả các biển cả, các sông ngòi lớn nhỏ, tụ vô lượng loài thủy, ta dùng sức thần thông có thể thu, có thể hút nước kia đặt vào ở trong miệng khiến cho đều khô cạn, không tổn thương chúng sinh, không nào hại tùy tộc. Tôi dưới các cõi này, núi đen dạ các núi, tôi trụ sức thần kỳ có thể thổi tung lên. Tôi dùng trí thông tuệ, lại dùng thần thông hóa khiến cõi nước Đức Phật tất cả đều bùng cháy, không nóng bức chúng sinh, cũng không tưởng sợ hãi. Tôi trụ ở cõi này, thế tướng phương đông kia, A Tăng Kỳ quốc độ đều bị lửa thiêu đốt, lạ thay khó nghĩ bàn khiến lửa kia dập tắt. Đã thấy các thần lực như hạnh tự tại ấy khiến vô số cõi Phật đều không có tổn hại. Tôi ngồi trên hoa sen thấy các cõi nước ấy tất cả đều sáng đẹp, thu tháng không gì bằng, là thấy trời đau xuất khi Bồ Tát giáng thần không nghi chư thiên chư thiện thể. Người được tâm tự tại đó là các thanh văn Bồ Tát Bất Không Kiến, đó là Bồ Tát Di Lặc hiện tướng đêm lạnh này. Bây giờ tôn giả A Nan nghĩ rằng tôn giả Phú Long Na Di La Đệ Tử là bậc nhất trong số các vị thuyết pháp, là trong chúng hội có đại thần tức đối với các pháp nhất định đạt đến bờ giác, thần thông như vậy chẳng phải là của tôn giả sao? Vậy ta nên hỏi. Liền thưa: Thưa tôn giả Phú Long Na, tướng nói điều lệnh như vậy là của đại đức phải không? Tôn giả Phú Lô Nà đáp: Chẳng phải là của tôi. Này tôn giả A Nan, thần thông của tôi là để điều phục, tạo lợi ích cho các chúng sinh. Dù nó có thể hiện ra là dùng bàn tay xoa chạm tới tam thiên đại thiên thế giới này, nhưng không có chúng sinh nào bị tổn thương. Nếu có chúng sinh ưa thích thần sức thần thông thì tôi lại hiện ra lật ngược cả đại thiên thế giới. Ví như trượng phu có sức mạnh khác thường, dùng ngón tay nắm lấy sa bàn cá lợi rồi ném phức trên dưới, không gì là khó. Tôi thường tay phải làm nghiêng tam thiên đại thiên thế giới,
cũng là như vậy, chứ không có một chúng sinh nào bị não hại. Này trưởng lão A Nan, nếu ở các cõi nước động nơi tam thiên đại thiên này, thì dùng ngón tay chấm lấy một điểm, thấy khiến nước tuôn vào trong miệng, nhưng cũng không có chúng sinh nào sinh ý nghĩ hay biết từ ở trước Đức Phật hiện ra thần thông này. Này tôn giả A Nan, ở phần đầu của đêm ta dùng thiên nhãn thanh tịnh với diệu thủ thắng và khắp các phương trong tam thiên đại thiên thế giới này, với những chúng sinh nào đối với pháp mà còn nghi ngờ trì trệ, thì tôi vì họ mà đoạn trừ. Và khi dùng thiên nhãn quan sát khắp các phương như thế, thấy có thế giới nơi bốn phương đó, cõi đó rộng lớn, vô số chúng sinh còn mê lầm đối với chánh pháp. Này tôn giả A Nan, tâm tôi suy nghĩ ta không rời khỏi cõi ngồi này để phá trừ các nghi ngờ kia, tức thời dùng tâm điều hòa nhu thuận, chánh trực như tâm mũi thanh tịnh vắng lặng để đoạn trừ nghi hoặc của chúng sinh đối với chánh pháp. Tôi ở trong chúng hội khi diễn nói pháp mà mọi chúng sinh đều cho là đang ở trước họ. Đại tôn giả A Nan, phần đầu đêm đã qua bốn phương đều có một số ngàn chúng được ăn trú trong thánh pháp. Ba vạn chúng sinh đã thọ giới cấm, sáu vạn chúng sinh quy tam bảo. Tôi xả tam muội đứng dậy, tướng thần thông biến hóa của tôi như vậy đều có thể đoạn trừ nghi ngờ của chúng sinh. Này tôn giả A Nan, tôi có thể ăn trụ nơi thế giới này, dùng thiên nhãn thanh tịnh tới ở phương bắc cõi nước trừ oán, tức từ cõi vật này đã qua ba vạn cõi nữa, có một chúng sinh nghi hoặc đối với chánh pháp. Đức Phật trong thế giới này đã bán niết bàn, đã dùng pháp thanh văn để hóa độ. Tâm tôi nghĩ nên đoạn dứt nghi hoặc kia, nhưng tôi không đến chỗ đó mà ngồi nơi đây từ xa khiến chúng sinh tự nhiên điều thuận. Này trưởng lão A Nan, nay tức thời như tướng của tâm định nhập vào tâm ấy, đối với vô số chúng sinh được pháp để soi sáng, tướng mạo thanh văn của tôi như vậy đều đã đầy đủ các ba la mật. Giả sử có người ở trong chúng này bỗng sinh lưỡi nghi không tin thọ, thì khi Như Lai đứng dậy tự mình đến đó hỏi, ngay lúc ấy do thần lực của Đức Phật nó ở trong hư không phát ra âm thanh lớn. Này tôn giả A Nan, nếu ông cứ như vậy mà thọ trì như tôn giả Phố Lâu Na đã chính thức nói về tiếng gầm sư tử, khi các chúng trời người A-tu-la đều khen kỳ lạ thay, thật là hiếm có, tức mà thần thông của bậc thanh văn đã như thế, huống nữa là cảnh giới chân thật của Như Lai. Khi các chúng trời người khen ngợi như vậy rồi, tôn giả Phố Lâu Na Di Đà La ni tử ở trong chúng hội liền nói kệ: tôi đã hết các lậu, nhất định đến bờ giác, thất hẳn không còn sinh, cho nương tựa cho đời, đã vào trong chúng số chúng, xuất thần thông khác Phật, tay phải có thể lật trời đất và núi sông, không khiến một chúng sinh có thể bị thương tổn. Trưởng lão thần thông tôi uy lực thật như vậy, nếu có 3.000 cõi nước tụ của đại thiên, hoặc ở trong cõi Phật này, hoặc thấy hoặc không thấy, tôi dùng một ngón tay đều đưa vào trong miệng, không khiến các chúng sinh có ý nghĩ hay biết. Khi hay ở đầu đêm, thiên nhãn quán các phương, vì sao các chúng sinh giữa pháp có nghi hoặc, nên trụ sức thần thông đều sẽ được đoạn trừ. Tôi thấy một chúng sinh với pháp đọa lưới nghi, nó có thể tâm thuần thiện, người hâm mộ cầu pháp. Tôi không rời chỗ này để trừ nghi hoặc kia bốn phương này ở chúng. Tôi dùng tình nhãn thí khiến cho sinh lòng tin mà phát tâm bồ đề. Khi có 3 vạn người theo tôi thọ giới cấm, 6 vạn các chúng sinh quy y Đức Như Lai, tâm họ được vắng lặng an trú trong chánh pháp. Khi tôi nơi đầu đêm hiện thần tông vi diệu, nhất niệm ngồi nơi đây quán khắp phương đông bắc, thấy hơn cả ngàn cõi, biết thế giới trừ oán có một chúng sinh kia tâm nghi ngờ các pháp, tôi ở cõi Phật này người kia nghi ngờ pháp, muốn cho thấy đường chánh để quyết trừ mê hoặc. Trưởng lão thần thông tôi trữ lực tập như vậy, chỉ Đức Phật thương xót hết thảy các thế gian. Chỗ này người không tin tôi đến hỏi Thế Tôn, để tôi ngồi hoa sen tới Phật kia niết bàn, khắp nơi các cõi nước hòa tán thân Như Lai, và thấy Phật thù thắng là thân lực của ai. Là như tôi đã thấy chư Phật bát niết bàn rộng lớn rất rất sâu xa, không thể nghĩ bàn được, đó là việc của Phật thanh văn làm sao được. Bây giờ tôn giả A Nan lại sanh ý nghĩ, tôn giả La Hầu La này là con của Phật, có đại oai đức, xuất thần thông tự tại, nay cũng ở trong chúng này, các biến hóa như thế có phải là của tôn giả chăng? Nghĩ thế rồi, tôn giả A Nan liền hỏi La Hầu La:
tôn giả đối với giới học đã được lên đến bờ giác thần thông này là do tôn giả biến hóa ra chăng? Tôn giả là Hầu La đáp, chẳng phải là cho tôi biến ra. Này trưởng lão A Nan, tướng của tôi như vậy, vô số trăm ngàn oai đức thần lực đều tùy ý tự tại, là con của Phật, chưa từng nhớ nghĩ, chưa từng ở trước, cũng chưa thị hiện. Này trưởng lão A Nan, tôi có thể lấy trong tam thiên đại thiên thế giới này, trăm ức bốn thiên hạ, trăm ức mặt trời, mặt trăng, trăm ức biển cả, trăm ức núi Tu Di, trăm ức núi chuyển luân lớn nhỏ, các núi khác rộng lớn như vậy, tôi dùng bốn tuần túc đặt nơi đầu một sợi lông, nhưng không khiến chúng sinh nào bị tổn thương. Đối với bốn đại châu không cùng bức bách nhau, tới lui đi lại cũng không bị ngăn ngại, thân thông của tôi tự tại như vậy. Này tôn giả A Nan, tôi có thể đem tất cả thủy giới trong tam thiên đại thiên thế giới này, như biển cả, sông ngòi, khe suối, ao hồ, dùng một lỗ chân lông đưa vào trong miệng làm ngưng dòng nước chảy, làm khác tướng phân minh vốn có, chúng sinh trong đó tánh ứng hợp không đổi, còn nước đó đổi thay đầy cạn cũng không hay biết. Này tôn giả A Nan, tôi ở cõi này như tướng của tâm định nhập vào tam muội thấy Đức Như Lai đang sinh ở phương đông bắc. Tôi ở cõi này chủ yếu bạch tịnh đem một bó hương, một chiếc đàn cúng dường hết thảy chư Phật cõi kia. Mùi thơm của hương đã bay khắp đến mười phương cõi của Đức Thế Tôn đang sinh, hóa làm đài giác ca mùi cho chiên gồm bảy báu tạo thành. Tôi liền tới nơi này đốt các hương trời, rồi từ trên đài hóa ra lọng báu, lọng đó chân cao ức ngàn do duyên, dao động bằng nhau là trăm ngàn do duyên. Tất cả chúng sinh trong thế giới kia đều cùng tạo ra lầu gác giả bằng chiên đàn, lầu đó cao trăm ngàn do duyên, rộng lớn bằng nhau trăm ngàn năm ngàn do duyên. Vô lượng lầu gác ở trong đài báu như vậy mà mỗi đều trang nghiêm không làm chướng ngại nhau. Này trưởng lão A Nan, tướng điềm lành như vậy, tôi đối với thầy Thanh Văn đầy đủ ba la mật. Nếu có người sinh nghi không tin, thì khi Thế Tôn ngồi dậy tự đến thưa hỏi. Đức Như Lai chứng biết tôi đã gầm vang tiếng sư tử. Khi tôn giả La Hầu La liền nói kệ. Trưởng lão A Nan đà, tôi đem cõi đại thiên, trăm ức bốn đại châu dạy cho số cõi Phật. Các cõi nước như vậy, vào một lỗ chân lông, thần thông tôi như thế, người không thể hiểu được. Thế giới rất rộng lớn, không đầy lỗ chân lông, việc đi lại đều an, không thể có ngăn ngại. Tôi biến hiện như vậy, hạnh thần lực không giả, núi chúa báu Tu Di và chuyển luân lớn nhỏ, là có các núi khác đều vào lỗ chân lông. Tôi dùng sức thần biến, đây kia không ngại nhau, trưởng lão tôi như vậy, hiện tướng thần kỳ này, thế vào lỗ chân lông, thân lại không mệt mỏi. Sức thần túc của tôi, dùng cõi đại thiên này, nước sông ngòi biển cả, hút vào lỗ chân lông, mà cõi nước Phật này, tất cả khối nước lớn, nhập vào lỗ chân lông phân biệt không hỗn loạn. Tôi ở trước thiền thệ, hiện ra thì hiện ra thần tông, nếu người nghi không tin, đến hỏi đất Phượng Nhãn, tôi ngồi trên hoa sen, thấy Bồ Tát mười phương, đồng mắt và vợ con, bố thí cầu Bồ Đề. Kỳ thay tôi đã thấy, thật sinh tâm hy hữu, không nghi Đức Thế Tôn đã tạo ra thần điển. Được cái đoại oai đức chúng thanh văn của Phật đó là bất không kiến hay Bồ Tát Như Lạc. Khi trưởng lão La Hầu La gầm tiếng sư tử có 8 vạn 7 ngàn ức trăm ngàn nơi vô tha các chúng trời người đã pháp nhãn thanh tịnh, chư thiên ấy đều thấy pháp đến pháp, lựa chọn cái pháp hiểu rõ nơi pháp tướng mạo như thế này, như thế bày sự cúng dường, dùng bột mệnh hương chiên đàn, trời dân rải lên chỗ tôn giả La Hầu La. Kỳ lạ thay, con của Phật xa lìa trần cấu, được thanh tịnh trụ nơi đại thừa, hành pháp soi sáng mầu nhiệm, có thể gầm vang tiếng sư tử thù thắng với diệu. Lành thay La Hầu La, trong đời vị lai sẽ gầm tiếng sư tử giống như ngày nay. Bây giờ tôn giả A Nan lại nghĩ, tôn giả Tu Bồ Đề hành hạnh A Lăng Nhã là bậc đệ nhất không ai sánh bằng. Hôm nay đại đức có ở trong chúng ngồi này, như Đức Thế Tôn thường nói, Tu Bồ Đề có thể tạo ra vô lượng các thứ thần thông. Nghe như thế rồi, A Nan liền hỏi tôn giả Tu Bồ Đề, sự biến hóa như vậy có phải của tôn giả chăng? Tu Bồ Đề đáp, thưa trưởng lão, chẳng phải do tôi biến hóa ra. Điềm thích của tôi thường không bỏ chỗ vắng lặng, như tâm định kia nhập vào tam muội này.
Lưu Tâm Thiên đại thiên thế giới đặt vào đầu một phần sợi lông cực nhỏ, quay vật tròn vòng khắp như khuôn xoay của người tổ gốm. Nhưng chúng sinh trong đó không ai hay biết. Này trưởng lão A Nan, tôi ở trước Đức Phật có thể gầm tiếng sư tử, nói lời chân chánh không sợ hãi. Tôi dùng một hơi thổi tâm thiên đại thiên thế giới này, khiến hết thảy đều bị thiêu đốt hết, nhưng không khiến chúng sinh có ý tưởng nóng bức. Tôi từng thể hiện thần biến như vậy, có thể ở trước Đức Phật nói về tiếng gầm sư tử, vì chúng sinh trong tâm thiên đại thiên thế giới này đặt nơi đầu một ngón tay nâng bổng lên hư không. Đây và kia đều vắng lặng, không còn các âm thanh, không xúc chạm nhau, không chướng ngại và không ai hay biết. Này trưởng lão A Nan, việc làm của tôi như tâm định kia nhập vào tam muội này, dùng mắt thanh tịnh một lúc nhìn trước tám phương trên dưới thấy sáu vạn chư Phật, trong mỗi phương lại thấy sáu vạn trăm ngàn thế giới của chư Phật Như Lai, nơi đó tuần tự thấy không có trước sau. Này trưởng lão A Nan, như tâm định của tôi như tướng mạo kia tạo ra hạnh thần tông ở đỉnh núi Tu Di, cõi diêm phù đề này là trụ xứ xưa tích đẹp hoàng dân, có các cung trời lấy một bó hương một chén đèn để đã khắp chư Phật trong mười phương dù đã cúng dường. Tôi ở cõi này thì chúng sinh kia cũng kính tôn trọng tán thán Như Lai. Chúng sinh cõi kia đã biết tôi là đệ tử của Đức Thích Ca Như Lai ứng cúng, ứng chánh biến tri, hành vắng lặng bậc nhất trong hàng thanh văn. Này trưởng lão A Nan, thần thông của tôi hành tướng đốt ráo đạt đến bờ giác như vậy, các chúng trời người đối với tôi xin nghi ngờ, có khi có người không tin thì nên đến hỏi Đức Thế Tôn Như Lai tự biết tam muội này. Khi do thần lực của Phật nên ở trong hư không vang lên âm thanh lớn, bảo công giả A Nan, như tôi Bồ Đề đã gầm tiếng sư tử chân chánh không sợ hãi, ông có thể thọ trì. Cái đó các chúng trời người ma phạm sa môn, tất cả người cõi diêm phù đề Atula đạt được pháp lợi lạc sinh tâm hỷ hữu kinh ngạc dựng chân lông đều khen ngợi. Kỳ lạ thay, thần biến của hàng thanh văn còn được như vậy, huống chi là tất cả thần lực của Như Lai với vô số tam muội chân thật. Khi ấy tôi Bồ Đề biết cả chúng thờ người để được pháp lợi ích đều nói kệ, gọi tôi thầy thế gian A La Nhã tối thắng, A Trụ thiền giải thoát, hiện vô lượng thần lực. Trưởng lão Ananda, tôi hay dùng đại địa đặt vào đầu sợi lông quay tròn mà không rớt, cũng như khuôn thọ gốm tuy xoay không nghi ngã, là ở trước Thế Tôn nghiền nát tất cả đất và dùng các gò núi không ai, không có ai tổn thương. Tôi trụ xuất thần túc uy thế đều như vậy. Tôi hay dùng bàn tay nâng cõi nước chúng sinh đặt yên trong hư không, từ trên tuần tụi xuống cũng không một chúng sinh kinh hãi nghi sợ sệt. Khi tôi nhập tam muội tới Phật Vô Đông kia, số đó có sáu vạn, phương Nam cũng như thế. Tôi lại thấy phương Tây sáu vạn Đức Thế Tôn, phương Bắc và trên dưới số đó cũng như vậy, và thấy nhiều lầu gác và đẹp không gì bằng, dùng ít bột chiên đà cũng dường chưa Thế Tôn. Tôi thật có như vậy hạnh thần thông vô cấu, hay gầm đại sư tử và hiện ra tất cả người không thể tin sâu đi đến họ Như Lai. Tôi nghĩ không chúng sinh, cũng không nghĩ không sinh, nghĩ không vật không pháp, vì tất cả vô tướng. Phần 4. Thần thông của Di Lặc. Bây giờ Đại Bồ Tát Di Lặc suy nghĩ, cái bậc thanh văn này có đại oai đức, có vô lượng thần thông, mỗi người đều tự nói về tiếng gầm của đại sư tử, cho nên ở trước đại chúng trời người ma phạm sa môn bà la môn thanh văn bồ tát hiện ra một vài thần thông biến hóa. Nên vào lúc sáng sớm, bà tôn giả A Nan, thưa đại đức, hôm nay có thể sơ lại y bác cùng tôi đến chỗ Đức Phật, đến rồi là lễ sát chân Như Lai và bạch và Thế Tôn, nếu con muốn vào trong thành vương xá khất thực. Đức Thế Tôn biết là đúng lúc nên im lặng chấp nhận. Lúc đó Bồ Tát Di Lặc bảo tôn giả A Nan, tôi vừa suy nghĩ trước khi thọ thực ở chỗ chúng sinh này, trước hết nên khiến họ phát tâm đạo vô thượng, sau đó mới thọ nhận món ăn thức uống của người ấy. Này Đức A Nan, ý tôi đã phát, nay cùng nhau đi vào thành khất thực, đến nhà đại trưởng giả Bà La Môn, đến rồi bưng bát im lặng trụ ở đó. Trưởng giả thấy liền thưa Thiện Lai Tỳ Kheo, trong mong quá lâu, nay xin thánh giả nhận ít cơm trọng của tôi. Bồ Tát Di Lặc nói với trưởng giả, nay tôi chưa thể nhận được cúng dường của ông, nếu ông có thể gieo nhân duyên ăn căn lành Bồ Đề vô thượng thì tôi sẽ nhận thức ăn của ông. Trưởng giả liền thưa,
nếu tôi có thể dùng thức ăn bố thí cúng dường cho hàng hà sa chư Phật Thế Tôn, sau đó mới phát tâm bồ đề, quyết định hành theo đại thừa chân thật. Vì sao? Vì tôi ở trước Đức Phật gieo trọn căn lành. Bồ Tát Di Lặc liền trả lời trưởng giả: nếu có thể an trụ vào tạng nguyện như vậy, thì tôi sẽ dùng thức ăn để cúng dường hằng hà sa chư Phật Thế Tôn, khiến cho cùng khắp đều đạt được. Trưởng giả thừa: dạ vâng, thưa nhân trả, tôi sẽ phát đại tạng nguyện chân thật, nguyện đem thức ăn này cúng dường hằng hà sa chư Phật Thế Tôn, khiến cho cùng khắp đều có cả. Trưởng giả thưa ba lần như vậy. Bây giờ Tất Di Lặc nói với trưởng giả: này ông có thể bố thí cúng dường thì nên dâng lên hằng hà sa chư Phật. Bây giờ trưởng giả liền dâng bữa ăn ngon cho Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc thọ rồi ở trước trưởng giả. Trong khoảng một niệm, bỗng nhiên đi đến chỗ hằng hà sa chư Đức Phật kia, dâng bày cúng dường cùng khắp. Cúng dường xong rồi, trở về nhà của trưởng giả. Trưởng giả thấy tướng của thần thông ấy nên tán thán: thật là hiếm có, vui mừng vô lượng nên tôi lại muốn gieo trồng các căn lành, sẵn sàng bố thí quả ngọt, bữa ăn mỹ vị, làm trang nghiêm giường tòa đều đầy đủ. Trưởng giả lại đem tất cả châu báu, hương hoa, vòng hoa, vàng bạc, y phục, vải lụa, rồi cùng để đến chỗ Như Lai, đến vô cùng kính để lễ sát chân Phật. Ở trước Đức Phật phát tâm bồ đề, lập đại tạng nguyện: là có chúng sinh tu hành bồ đề, có nhân duyên căn lành, nghe tôi bố thí thức ăn, thì tất cả sẽ được bồ đề vô thượng. Nếu nguyện này của tôi thành thật, chắc chắn không hư dối, thì sẽ đạt, ác sẽ đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi có vô số Bồ Tát, các thành phần của tất cả đại chúng, có đều tập trung đến đó, tam thiên đại thế giới này, tức thời chấn động đủ số cách. Phát lời thề này xong, cả nước của đại thiên liền vụt hiện đủ 18 tướng. Lúc đó trưởng giả thưa với tôn giả A Nan: thưa đại đức, hôm nay xin hiện làm chứng cho tôi, nếu ai không tin thì đến thưa hỏi Đức Thế Tôn. Tướng mạo thần thông đầy đủ như vậy, tôi đã chưa được bồ đề vô thượng, những biến hóa tự tại đã có thể như thế. Bồ Tát Di Lặc nói với tôn giả A Nan: tôi nhớ thuở quá khứ trải qua A Tăng Kỳ kiếp, lúc ở trụ xứ của Phật Tạng Quang, tôi được một ít phần tam muội chư Phật Như Lai sở hành. Được định này rồi, thấy vô số chư Phật ở phương Đông đều trụ ở cõi đó. Tôi dùng sức tam muội ở vô lượng kiếp, dùng phương tiện đạo thoát, không thể tính đếm được, chúng đạt A Tăng Kỳ thần thông biến hóa, an trụ nơi đạo bồ đề vô thượng, giống như Bà La Môn hôm nay ở thành Vương Xá. Này đại đức A Nan, thuở xưa tôi ở nơi trụ sở của Phật Liên Hoa Thượng Ứng Chánh Biến Tri, dùng một thần công hóa độ 3 vạn ức na tha trăm ngàn chúng sinh, được trụ đạo vô thượng. Này đại đức A Nan, thuở xưa tôi ở chỗ Như Lai tối cao Ứng Chánh Biến Tri, đạt được định phổ tế đủ thái 6 vạn chư thiên dục giới, phát tâm bồ đề, tôi có đầy đủ tướng mạo thần thông như vậy. Khá Bồ Tát Di Lặc liền nói kệ: sơ áo ban ấn khí, để đến đấng năng nhân cứ lễ sát chân Phật, xin thưa đi khất thực. Phật liền hứa cho đi, nên lợi ích chúng sinh Sakita Niết Bàn, ông sẽ được thành Phật, tiếng khen và công đức đầy đủ, đều đầy đủ tất cả. Khi tâm tôi nghĩ tưởng hôm nay đi khất thực, nếu người mới bố thí khiến trụ tam bồ đề, có đại trưởng giải kia thấy ta đi khất thực, liền từ tòa đứng dậy, ý cung kính vô lượng Thiện La A Dật Đa mong đến đã từ lâu. Nay vì sao mới tới, xin nguyện ngồi tọa thực. Phép Bồ Tát khó nghĩ, bày bữa ăn thịnh soạn. Nếu trưởng giả có thể vì loại các trời người phát bồ đề vô thượng, tôi sẽ nhận của ông. Tức thời nếu có thể, tôi sẽ lập thệ nguyện. Ngay khi đó Di Lặc đem thức ăn nhận được do cúng hằng hà Phật tẩy khiến hiện cùng cấp. Rồi sau đó tôi phát tâm bồ đề vô thượng, nếu trưởng giả đã định lập thệ nguyện chân thật cúng dường hằng hà Phật, nguyện được quả báo lớn. Nếu tôi giữ thệ này, kiến lập ác không dối, công bát thọ thực xong, cung cấp nhân trung tôn, tu hành đạo bồ đề, lấy các chúng sinh. A Nan, trưởng giả này thấy thần thông của tôi, tâm kính rất hoan hỷ, khen ngợi chưa từng có. Tâm ấy liền an trụ nguyện vô thượng kiên cố, lại bố thí cho bố dùng hương hoa tươi đẹp. Vài gấm lụa danh báu đủ loại tốt cúng dường, cùng tôi đến Như Lai phát thệ nguyện bồ đề. Trưởng giả phát nguyện rồi thành lời thề rộng lớn, nguyện đó không hạn lượng, không thể nghĩ bàn được. Nếu có chúng sinh nào nghe cõi này thành Phật đạo, chỗ Như Lai tạo quan
Đức định ví dụ này, những gì Phật đã nói, vui thí không nghĩ bàn, nói tới tôn tạo khoan, đạt được tới mười này. Khi đó tôi đều thấy, chứ như lai mười phương, nếu đủ hai lực lớn mới thấy được việc ấy. An trụ tới mười này, thì hiện các thần tông trong A Tăng kỳ kiếp, tu tập tất cả hạnh lợi ích các chúng sinh chưa từng có dự nghĩ. Trở Phật Liên Hoa Thượng, được tới mười này rồi, tôi dùng đủ biến hóa, được 70.000 chúng khiến họ đều tu tập đạo bồ đề vô thượng, chỗ Như Lai tối cao chuyên tu các phàm hạnh, được tam muội vi diệu thấy không nghĩ bàn vui, chỗ thiền thể tối cao lại được định phổ thế, lúc đó lại an trụ tam đề nguyệt xuất, chỗ Như Lai ca diếp được tam muội sâu xa. Đại đức tôi như vậy khi thị hiện thần biến, nhớ thời xưa thâu giữ thần thông trong ngàn đời, nếu độ ai thế này hay làm các biến hóa, tôi cũng thấy chư Phật hiện ra hạnh như vậy. Nếu có ai muốn thấy chư Phật thầy thế gian, lại có ai thích nghe tiếng pháp luân vi diệu, cùng muốn vượt thế gian tất cả khổ sanh tử, nên xin ăn thọ trì tam muội vua thanh tịnh. Bây giờ chư thiên thế gian ma phạm tất cả cõi giới bồ đề, dạ tu la cái bồ tát gia lạc cầm tỷ sư tử rồi, đều sinh tâm kính ngưỡng khen chưa từng có. Phẩm năm, khen âm thanh biện tài của đức Phật. Phần một, bây giờ đại bồ tát bất không kiến liền ra khỏi tam muội, từ từ đứng dậy. Sau đó các chúng trời người long thần ma phạm sa môn bà la môn atula tất cả thế gian đều cất tiếng khen lạ thay pháp tối thắng. Lúc đó bồ tát bất không kiến bảo tôn giả a đan, vi diệu thay chư Phật, thật là hiếm có đại bi của đức Thế Tôn, đều đầy đủ nên gọi là Như Lai ứng cúng chư biến tri, đều được đạo bồ đề vô thượng, biết hết thảy các pháp là không sinh không hành, không được không mất. Nơi vườn nai tiên nhân nước Ba La Nại ba lần chuyển 12 hành pháp luân vô thượng, sa môn Bà La Môn chư thiên ma phạm tất cả thế gian không ai có thể chuyển được. Nghĩa là đây là khổ, là khổ tập, là khổ diệt, là con đường diệt khổ. Tám tánh đạo phần vô số chương cú, vô lượng các tướng hành xứ không giới hạn. Nghĩa về như vậy đọc tụng giải nói phân biệt nếu bày đầy đủ. Lúc đó Bồ Tát Bất Không Kiến là nói với tôn giả A Nan, hay thay, đại bi của chư Phật thật đầy đủ nên mới gọi là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, đạt được đạo bồ đề vô thượng. Nay các chúng thanh văn ở đại hội này chưa từng nghe pháp sẽ khiến họ được nghe, những chỗ chưa nói nay sẽ nói, pháp không nghĩ bàn sẽ nghĩ bàn nếu giảng, cho pháp chưa chứng đắc nay sẽ đắc, pháp chưa học khiến được tu tập, pháp vô tướng sẽ dùng hữu tướng để giảng thuyết. Nếu nói một vài pháp nhưng thấu đạt thì rất nhiều. Để bảo chúng này gồm các A-la-hán chưa đắc rốt ráo, chân nhân không vướng mắc, cầu được giải thoát, không còn sinh tử. A Nan nên biết, vì như có người dùng một nắm vỏ trấu ném trong sông Hằng, cho là có thể dùng vỏ trấu này ngăn chặn dòng chảy kia, việc làm của người này là khó chăng? Tôn giả A Nan đáp, như vậy là rất khó. Bồ Tát Bất Không Kiến nói với tôn giả A Nan, chư Phật Như Lai ứng cúng chỉ biến tri, trên đất đạo giới thượng, như các thanh văn nói pháp chưa nghe, đó còn khó hơn gấp bội. Lời nữa này tôn giả đang ví như có người sinh ra không có miệng lưỡi mà nói tiếng lại vang tới hàng hà xa tất cả thế giới, điều này có khó không? Tôn giả này đáp, như vậy là rất khó. Bồ Tát Bất Không Kiến nói, chư Phật Như Lai ứng cúng chỉ biến tri trên đất đạo vô thượng, vì các thành văn đối với pháp không thể nghĩ bàn, nói có thể nghĩ bàn lại càng khó hơn kia. Là nửa này tôn giả đang ví như có người chờ đỏ trong hư không, nói đủ các loại sắc vị này có khó không? Tôn giả này đáp, như vậy là thật khó. Bồ Tát Bất Không Kiến nói, chư Phật Như Lai ứng cúng chỉ biến tri đắc đạo vô thượng, khi các thành văn đối với nơi pháp chưa từng chưa chứng đắc, nay sẽ khiến chứng đắc càng khó hơn việc kia. Lần nữa này tôn giả đang phải như có người không có tay chân và sức chú thuật là cánh núi Tu Di, hoặc muốn đi trên mặt nước hoặc lưng cây nổi vượt qua biển cả, việc này có khó không? Tôn giả đang đáp, như vậy là rất khó. Bồ Tát Bất Không Kiến nói, chư Phật Như Lai ứng cúng chỉ biến tri đắc đạo vô thượng, và các thanh văn dùng pháp không tướng nó có tướng, nhưng pháp chưa học tạo ra có học, để nếu giảng còn khó hơn việc kia. Lúc đó Bồ Tát Bất Không Kiến liền nói kệ, chư Phật không nghĩ bàn, hành sâu đại từ bi, thường thấy ánh sáng pháp, nối nhau thường không dứt, cho số này do tha, ước kiếp rất khó thấy.
Đấng tối thắng vô thượng, chưa nghe khiến được nghe. Hữu vi duyên khởi chuyển, không thật thường hữu giả, rốt ráo thường không sinh, vì tất cả pháp không. Pháp chư Phật đã thuyết, không thể nghĩ bàn được, điều chưa nói Phật nói. Khó thấy pháp như vậy, lợi ích các đời người và cùng khắp tất cả. Chư Như Lai hiểu rõ, pháp không thể nghĩ bàn. Hay vì chúng thanh văn, nói pháp có nghĩ bàn. Phật nói pháp không tướng, có thể tạo tướng nói, chỗ ngoại đạo si mê, không hiểu nguồn sinh tử. Như Lai đã biết rồi, được khiến họ hàng phục. Trù mười lực nêu diễn, pháp chưa được khiến được, ta tôn nói chân thật, là lạc cá trời người, dùng 100 vỏ trấu, ngăn chặn nước sông Hằng. Trưởng lão việc này khó, chưa đủ gọi là khó. Nói vô sinh cho đời, khó này hơn khó kia. Nếu người không miệng lưỡi, tiếng động khắp các cõi. Tuy có thể như vậy, chưa đủ cho là khó. Chưa học khiến được học, đó chính là rất khó. Nếu người chỉ hư không, nói có các loại sắc, có thể vì việc này, chưa đủ gọi là khó. Pháp chưa được khiến được, ta nói rất là khó. Như người không tay chân, gánh bát núi tu di, muốn vượt qua biển cả, chưa đủ cho là khó. Không tướng nói có tướng, việc này khó hơn kia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Kinh Bồ Tát Tam Muội niệm Phật quyển 2.